đó, thiếu cái B12, triệu chứng về thần kinh là do nó thiếu cái myelin này này, và myelin này nó thiếu do nó thiếu methionine. Nhìn tiếp này mẹ. Vậy thì khi thiếu B12 là homocysteine thừa phải không? Thừa thì bệnh nhân sẽ bị cái chuyện này, tăng homocysteine. Tăng homocysteine là sẽ gây ra này cái bệnh lý về mạch vành. Mạch vành là mạch máu nuôi tim. Bệnh lý về mạch vành, bệnh nhân sẽ bị nhồi máu cơ tim tăng. Bệnh lý về bệnh mạch ngoài biên hoặc huyết khối bệnh mạch. Mấy em những cái bệnh nhân này này có thể hay bị đậu quỳ lắm, và mấy em thấy ở Sài Gòn mình á, mấy bữa nay ta đang căng tin cái nghệ sĩ hài anh cổ á, anh này qua bên Mỹ á, anh biểu diễn cho xong á, buổi tối đó là đa nhiệm bình thường nhé, về nhà ngủ khuya hay sau người bà ở nhà người bà, sau khuya người bà thấy anh này chết trên giường ngủ á. Và mấy em biết không, trong một số trường hợp đó là báo cảnh sát họ phải điều tra, họ phải pháp y, và cuối cùng pháp y là kết luận anh này bị đột quỵ khi ngủ. Đột quỵ đó có thể là do cái nguyên nhân thiếu thì bị cục máu đông, và cục máu đông đó có thể là do gì, huyết khối, và huyết khối đó có tắc mạch máu ở đây này, tắc mạch máu ở nào, nó gây nhồi máu nào, nó gây tai biến mạch máu nào, tắc các cái mạch máu ở mạch vành là mạch máu nuôi tim, mạch vành và nó bị tắc các mạch máu, nó bị đông các lực nhồi máu cơ tim, nó gây ra những cái chết, những cái tử vong mà mẹ biết không, mà người ta phát đi xong rồi và người ta thấy rằng cái chết đó là được làm sáng tỏ thì người ta mới cho đem thi hài về. Đem thi hài về thì mẹ thấy là người ta đang đưa bỏ cái quan tài rồi chờ, mà chờ từ bên Mỹ về Việt Nam mình đó, $10,000 nha, $10,000 đem về đây. Thì mẹ biết không, những trường hợp đó là có thể cái nguyên nhân gây đột quỵ, đột tử khi ngủ đó. Đó là những trường hợp đó, mấy em biết không, có thể là do là vitamin B12 nó đóng vai trò này, tại vì B12 nó đóng vai trò là nó tạo thành methionine từ homocysteine. Thiếu B12 methionine thiếu, thừa homocysteine. Thiếu methionine đưa đến tình trạng là viêm dây thần kinh, các biến chứng về thần kinh. Thừa homocysteine gây ra những cái bệnh lý về huyết khối nó có thể gây đột tử đó. Rồi, mình nói tiếp này, đó là cái phần trên của sơ đồ này nha. Nhìn cái phần dưới của sơ đồ này này, nhìn phần dưới này. FH4, mình đọc này, tetrahydrofolic acid, nó tạo thành methylene FH4. Methylene FH4 này, nhìn đây này. Cái methylene FH4 nó mới phản ứng với DUMP để tạo thành FH2 và DTMP. Và DTMP là nguyên liệu để tổng hợp lên ADN. Mấy cái điều viết tắt này, có viết tắt ở dưới này thì có gì mấy em viết thêm cho mình nha. Rồi, vậy thì bây giờ là thiếu B12 đưa đến tình trạng thiếu FH4, phải không? Thiếu FH4 là thiếu acid folic. Thiếu B12, thiếu FH4, thiếu methylene FH4 đưa đến tình trạng thiếu DTMP. DTMP không được tạo thành thì đưa đến tình trạng ADN không được tổng hợp. ADN phải được tổng hợp thì tế bào mới nhân đôi. ADN không được tổng hợp thì tế bào không nhân đôi được. Và như vậy những tế bào nào mà sinh sản nhanh thì sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên, đó là tế bào máu. Đó là tế bào máu. Sơ đồ này đã giải thích cho mấy em tại sao thiếu B12 gây ra các biến chứng trên thần kinh và gây ra bệnh lý thiếu máu hồng cầu vòng. Và thiếu B9, nó cũng đưa đến tình trạng là thiếu FH4 này. Rồi thiếu methylene FH4 và nó đưa đến tình trạng là ADN không được tổng hợp, đưa đến tình trạng thiếu máu hồng cầu vòng. Rồi các em, và cái hình này giải thích với các em tại sao thiếu B9 là đưa đến một cái chuyện này nữa này. Nứt đốt sông. Mẹ em khi cái bào thai á, khi cái bào thai mới hình thành á, thì mẹ em thấy nè, đây là bào thai 21 ngày, đây là cái bào thai 22 ngày, và đây là bào thai 28 ngày. Cái bào thai 21 ngày chút xíu thôi mẹ em, và cơ quan đầu đi được từng hình, đó là cái đầu với cái lưng. Và mẹ em biết không,
là vào từ khoảng ngày thứ 21 và đến ngày thứ 28 trong cái tuần lễ này này. Và em thấy cái chỗ này nó sẽ đóng lại. Cái chỗ này nó sẽ đóng lại. Và khi đóng lại thì cái chuyện này là chuyện bào thai bình thường này. Và đóng lại được là nhờ có acid folic. Nếu bà mẹ mang thai trong giai đoạn này thiếu acid folic, cái chỗ này nó không có đóng lại được mẹ. Nó không có đóng lại được. Và khi nó không có đóng lại được thì đứa bé nó bị cái chuyện này này. Nước đốt sông. Nước đốt sông. Do đó mình xin nhắc lại nha. Đi đi mà họ phụ nữ mang thai phải bổ sung B9 trong giai đoạn nào là phải trả lời này. Bổ sung B9 ở giai đoạn 1 tháng trước mang thai, bổ sung liên tục cho đến 3 tháng đầu thai kỳ. 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu tốt rồi mẹ em cho uống B9 cho tới khi cho con bú luôn. Còn nếu không, thời gian tối thiểu phải bổ sung B9 đó là 1 tháng trước khi mang thai và 3 tháng đầu thai kỳ, là bổ sung 4 tháng, ít nhất là 4 tháng đó. Còn nếu không là phải bổ sung cho đến giai đoạn tới sinh con cho con được. Và các em còn có chỉ định trong bệnh lý tăng homocysteine tuyến. Mẹ em tăng homocysteine tuyến bệnh nhân vì bệnh lý gì ạ? Bệnh mạch ngoài biến, bệnh mạch vành, nhớ không? Bệnh mạch ngoài biến, bệnh mạch vành, hoặc là bị huyết khối tĩnh mạch. Đó, thì người ta dùng cái B9 để mà nó làm giảm, để mà dùng cho các trường hợp bệnh nhân bị tăng homocysteine. Rồi, các em hồi nãy B12 mình cũng nói luôn rồi ha. B12 là nó có ở động vật nha, hoặc là có ở môi trường nuôi cấy. Do đó mấy người mà ăn chay á nè, mấy người ăn chay là hay thiếu B12. Mấy người ăn chay, tại vì cái B12 có ở động vật. Thịt, gan, cá, sữa, trứng. B khi mà ăn chay là có hai loại nha. Có người ăn chay là như họ không ăn trứng đúng không? Nhưng mà có trường phái ăn chay là ăn trứng. Thì mấy người mà ăn chay mà có trứng á là ít sợ thiếu B12. Còn mấy người mà ăn chay hoàn toàn người ta không có ăn trứng luôn á bé. Có nguy cơ thiếu B12 cao lắm. Tác dụng sinh lý nè. Nói chuyện hoa acid folic và tổng hợp ADN sinh trạng hồng cầu mình nói rồi ha. Và cái B12 á nó tham gia vào hai quá trình này là chủ yếu nè. Methylmalonic guanxima tạo thành succinic guanxima. Hồi nãy các bạn này đã nói chưa? Nhắc lại nè. Methylmalonic guanxima tạo thành succinic guanxima nè. Này, tạo guanxin này nè. Desoxyadenosylguanamine. Đi đây ha. Nó nhờ vào cái guanxin đó là desoxyadenosylguanamine. Thiếu B12 là đưa đến tình trạng thiếu máu hoặc cầu to. Nhưng thiếu B12 là hay gây ra
kinh, tê dị cả tay chân đau nhất là người già đó. Còn thiếu B9 thì nó hay gây ra nứt đốt sống ở vào tay. À, rồi còn các vitamin còn lại thì khi nào mà nó tới B5 với B8 á là nhớ tới da với tóc, da với tóc. Khi nào mà nói tới B1 á là nói tới chuyển hóa carbonhydrate. Nói tới B6 là nhớ tới chuyển hóa protein. Còn những cái vitamin còn lại á là thường thường nó tham gia vào đủ hết á, chuyển hóa acid amin, chuyển hóa carbonhydrate, chuyển hóa acid béo, lipid vậy. Riêng phân biệt cho mình chỗ này nè, cái B1 nó là coenzyme của đề cảm oxida và vitamin gì là coenzyme của men cảm oxida. Phân biệt hai men nha, đề cảm oxida và cảm oxida. Đề cảm oxida là từ 6 carbon xuống ít hơn, từ nhiều carbon xuống ít carbon gọi là đề cảm oxida. Và coenzyme của đề cảm oxida đó là TBB. Số lượng carbon mà tăng lên là nhờ có enzyme gọi là enzyme carboxylase. Và coenzyme của carboxylase là vitamin B8. Nhớ à, B8 là coenzyme của carboxylase. Còn B1 là coenzyme của đề carboxylase. Đó, đó là các vitamin. Và mình cũng xin nói luôn, vitamin nhóm D kiểu những thiếu không đạt thì thường thường gây ra biểu hiện này. Ở thần kinh trung ương nó gây ra, thần kinh trung ương dễ bị kích thích, dễ bị trầm cảm, rồi hay gây ra chứng nhầm lẫn, lú lẫn. Ở ngoài da là vì những cái phát ban ngoài da. Trên máu thì có thể gây ra triệu chứng thiếu máu. Rồi ở tay chân thì có thể bị hứa ra ở tay chân, cũng giống như nó có thể gây ra tăng nguy cơ bị đái tháo đường. Hoặc là bệnh nhân có thể bị những cái triệu chứng gọi là những cái triệu chứng ở trên thần kinh ngoài đi. À, đó là triệu chứng của nhóm B. Và chúng ta đi qua một vitamin cuối cùng ta trong nước, đó là vitamin C. Về vitamin C, tên hoa của nó là acid ascorbic. Và thường thường ấy, nó có trong sau cả cái cây xanh chua, có ít tập tật. Tác dụng sinh lý thì mấy em, tác dụng sinh lý thì vitamin C nó có tác dụng chống oxy hóa mà. Mẹ em mình già đi, mình lão hóa và do những cái tác nhân oxy hóa, vitamin C chống oxy hóa, do đó nó có tác dụng chống lão hóa. Rồi thứ hai, vitamin C nó tổng hợp poly kết mẹ em, trong poly kết mình có cái này này. Prolin với lysine là thành phần của poly kết, đó là thành phần tổng hợp nên collagen. Collagen là cái mô lên đầu dưới da, cái mô lên đầu dưới da. Và khi mà vitamin C nó tham gia tổng hợp cái này này, prolin, lysine. Prolin, lysine là dưới tác dụng của vitamin C là như thế này nè nè. À, prolin, prolin nó biến thành hydroxy prolin. Cái chữ P này là viết tắt của prolin đó nha, là viết tắt của vitamin C. Thứ hai, lysine cột dưới tác dụng của vitamin C nó biến thành hydroxylysine. Và hai thành phần này nè mẹ, nó là thành phần tổng hợp nên collagen. Collagen là chất, là cái mô nâng đỡ dưới da. Do đó thì tay có hạt bị phỏng đó mẹ, có nhiều hạt bị phỏng, người ta dùng vitamin C mẹ uống C cũng giống như chích C, nó tới da ít lắm. Mẹ còn muốn da mình nó đừng có nhăn, nó giảm nhăn. Khi mà mình lớn tuổi thay mình nhăn chỗ này nè, ở chỗ cái khóe mắt, ở chỗ cái khóe mắt mình cười là thấy vô số vết nhăn kim. Và về sau này khoảng vài năm đổ lại đây đâu nghe, tôi thấy có một số hạt bị phỏng đầu tiên người ta dùng với cái dạng C. Nhưng để ý nha, cái C mà dùng với dạng bị phỏng, người ta luôn, người ta luôn để trong chai màu. Thứ hai nữa là mẹ biết không, người ta điều chế ra hay lắm á. Ví dụ như cái nó để trong cái chai này ha, thì khi mà mình sử dụng xong là khóa cái chai lại để hạn chế oxy tiếp xúc vô, tránh sự oxy hóa. Và mình thấy rất rõ, nếu mà sử dụng C, có một số phụ nữ họ sử dụng C lâu dài nè, nên da nó mất nhanh. Thứ hai là nó làm sáng da, bởi vì nó tạo đi những cái melanin. Melanin là sắc tố dưới da. Nhưng phụ nữ mình mà sử dụng C lưu ý hai điều. Điều thứ nhất, phải chống nắng.
và trong anh mẹ em mà sử dụng C mà mẹ em đi ra ngoài nắng mặt trời nó bắt nắng ghê lắm. Điều thứ hai đó là khi sử dụng C phải chống nắng và phải luôn giữ ẩm cho da, dưới da cái kem giữ ẩm. Còn nếu không thôi nó bắt nắng, mẹ em sử dụng kem chống nắng mà mẹ em không sử dụng kem giữ ẩm, da nó mất nước, da nó nhăn, hủy tác dụng của vitamin C. Đó thì cái C đó là do nó chống nhăn, là do nó tổng hợp collagen. Rồi tiếp nè, vitamin C nó tổng hợp cái này không nè, proteoglycan. Proteoglycan là chất cần thiết ở trong cái mạch máu đó, trong các khoảng gian vào, trong mạch máu và các cái khoảng gian vào vân vân. Do đó nghe biết không, nếu mà thiếu C đó, là mấy cái mạch máu nó dễ vỡ nè, răng thì dễ rụng nè, và mấy cái mạch máu dễ vỡ đưa đến tình trạng xuất huyết dưới da, mình gọi là mình sỏi. Do thiếu C, thiếu C thì có cái proteoglycan này cũng được tổng hợp. Rồi, vitamin C nó tham gia vào sự chuyển hóa proteinuric và lipid collagen và nó ức chế hydroxamine. Hydroxamine là trong cái những cái thực phẩm mà sông khói, biết không? Khi hydroxamine mà trong cái thực phẩm sông khói mà hydroxamine mà hàm lượng cao nó có thể gây ung thư dài dài, gây ung thư dài dài. Do đó mẹ biết không, trong cái văn hóa ẩm thực á, mẹ thấy có một số đồ nướng hoặc là có một số thực phẩm sông khói, vì sao người ta hay ăn với muối cực chanh là lý do trong chanh nó có cái hàm lượng C, và trong những cái thực phẩm nướng hoặc là những cái đồ sông khói ta sợ cái này nitrosamine, sợ cái nitrosamine. Do đó nếu mấy em đi ăn đồ nướng barbecue này hoặc là mấy em ăn những cái thực phẩm sông khói, thức uống tốt nhất đó là uống soda chanh. Thứ nhất là nó làm dễ tiêu, thứ hai là trong cái C đó người ta gọi là văn hóa ẩm thực đó, trong cái C đó, trong cái chanh đó nó cung cấp C và nó sẽ ức chế nitrosamine, vì khi mình ăn những thực phẩm đó nitrosamine nó có thể đưa vào cơ thể và đó là tác nhân gây ung thư dạ dày, gây ung thư dạ dày. Rồi bên cạnh chức năng khác, sắt ba nó dưới tác dụng của C thì nó tạo thành sắt hai, và sắt hai này mới được hấp thu này nha các em, sắt ba nó mới được hấp thu. Do đó người ta gọi vitamin C là giúp hấp thu sắt. Tổng hợp catecholamine, catecholamine gồm có mấy chất? Ba chất. Tổng hợp catecholamine, catecholamine gồm có ba chất, đó là một adrenaline, hai noradrenaline và thứ ba là dopamine. Ba chất đó là catecholamine được tổng hợp dưới tác dụng của vitamin C. Thôi mấy em, carnitin, ghi đi ha. Carnitin là chất mang axit béo đến ti thể để được oxy hóa. Carnitin là chất mang axit béo đến ti thể để được oxy hóa. Do đó chúng ta nói cái vitamin C là giúp cho sự tổng hợp, xin lỗi, giúp cho sự chuyển hóa glucid, lipid và protein. Thiếu C thì gây ra bệnh sỏi mũi ha. Chị Đình à, chị Đình dùng trong những trường hợp thiếu vitamin C, tương tác thuốc, nếu các em dùng liều cao 1 gram một ngày thì nó tăng creatinine estradiol. Phụ nữ mình mà tăng creatinine estradiol thì có thể gây chảy máu nhiều kỳ tư, chảy máu nhiều kỳ tư. Mấy em đi thi có câu hỏi này này, khi phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai dùng chung với vitamin C, nếu ngưng C độ 1, thuốc ngừa thai có thể mất tác dụng, vì sao? Dạ, tới cho mình câu hỏi này, dựa lên cái chuyện bên bạn rồi. Cái tình huống lâm sàng nha, mấy em phụ nữ đang uống thuốc ngừa thai rồi mấy em uống vitamin C, sau đó mấy em ngưng C độ 1, thuốc ngừa thai có thể mất tác dụng, vì sao? À, giải thích xong việc đó làm gì về ạ? Ờ, trong thuốc ngừa thai, trong thuốc ngừa thai có cái này, nó có thể có creatinine estradiol nha. Mấy em đang dùng C thì nó gây tương tác thuốc C đó, nó có thể làm tăng creatinine estradiol. Vậy thì mấy em đang phụ nữ đang uống thuốc ngừa thai, đang uống C vậy thì có phải nó làm tăng creatinine
dạng đột ngột là mất tác dụng trong năm. Do đó đi thi này họ là họ trong bài vitamin họ câu này này: nếu phụ nữ đang uống thuốc ngừa thai dùng vitamin gì mà ngưng đột ngột thì sẽ mất tác dụng ngừa thai, thì vitamin đó là vitamin C. Cuối cùng nhớ câu thôi, C là arginine estradiol là tương tác với nhau. C cao nó tăng hàm lượng arginine estradiol cao. C giảm đột ngột, giảm đột ngột arginine estradiol. Rồi bây giờ câu cuối cùng thì nhớ lại, C với lại arginine estradiol là đồng hành với nhau nha. C tăng thì arginine estradiol tăng, C giảm đột ngột thì arginine estradiol giảm đột ngột. Và arginine estradiol là hay có trong thuốc ngừa thai, thuốc đó phải giảm đột ngột và thuốc ngừa thai mất tác dụng. Rồi mấy em về thì vitamin, cái phần vitamin ta trong nước thì mình nói xong rồi đó, gồm có hai nhóm ha, vitamin nhóm B và vitamin C. Thì mấy em phần vitamin tốt hay không?